Rồi cả nhà ơi, bây giờ Hiệp sẽ làm một món cơm cuộn. Tại vì ngày mai á, mẹ chồng á nói là mẹ dắt đi chơi hội chợ ẩm thực ở đâu xa lắm, đi 1 tiếng mới tới. Nhưng mà mẹ nói là mẹ đã đặt khách sạn ở đó và chơi ở đó 2 ngày mới về đó mọi người. Cho nên bây giờ Hiệp chuẩn bị làm món cơm cuộn để ngày mai mang đi theo. Tại vì nhà Hiệp thì 4 người rồi, rồi bên mẹ Hiệp 3 người nữa là 7 người rồi. Mà nếu mà mình không mang đồ ăn theo thì ăn nhà hàng mấy ngày trời biết bao nhiêu tiền. Mà mẹ Hiệp thì bả có cái tính là bao nhiêu lần dắt đi chơi chứ mà Hiệp phụ một bữa ăn ở nhà hàng thôi, mẹ Hiệp cũng không cho mọi người. Mẹ Hiệp không có cho, nhất định là không có cho. Nhiều lần Hiệp trả tiền phụ mẹ một bữa ăn mà mẹ cũng không cho, cũng bắt người ta phải trả lại cho Hiệp chứ không cho lấy. Cho nên thôi thì Hiệp biết làm cái gì thì Hiệp làm để mang theo ăn cho nó đỡ tốn tiền ăn nhà hàng đó cả nhà. Chứ đi ăn nhà hàng mà cả 7 người luôn, tốn biết bao nhiêu tiền, ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, tốn rất là nhiều tiền đó mọi người. Hiệp cũng thấy tiếc tiền cho mẹ nữa, cho nên là thôi Hiệp ráng Hiệp mà. Thì cũng không có khéo gì mấy đâu, nhưng mà Hiệp thích ăn sao thì Hiệp làm vậy, Hiệp mang đi. Thì cũng như lần trước cũng vậy đó cả nhà. Đi chơi thì cũng mang theo, Hiệp làm xôi đó, xôi cuộn Hiệp mang theo. Rồi đem đi lên tới nơi á, ai cũng đói lả, mọi người chạy xe 3 tiếng ai cũng đói lả, cái là banh ra ăn. Lấy ra ăn ai cũng thích hết á, ăn trời ai cũng cũng thích hết á, cho nên là Hiệp thấy vậy thôi, Hiệp bữa nay Hiệp mà làm cái món cơm cuộn này. Hôm nay có nếp để làm xôi nhưng mà Hiệp muốn đổi qua làm cơm cuộn. Cho nên hôm nay Hiệp làm cơm cuộn nè cả nhà. Làm để Hiệp đem đi. Rồi trong cái món cơm cuộn đó thì Hiệp cũng làm thêm một món bánh bao. Tại vì mẹ của Hiệp rất là thích ăn bánh bao mà Hiệp làm. Hiệp đã làm 2 lần rồi. Mẹ Hiệp ăn mẹ Hiệp rất là thích luôn mọi người. Cho nên thôi Hiệp làm thêm một món bánh bao nè, một món cơm cuộn nè, rồi Hiệp nấu thêm một món trà sữa. Một món trà sữa là anh xã Hiệp rất là mê cái món trà sữa mà Hiệp nấu mọi người. Hiệp nói hả, bữa nào mà Hiệp nấu trà sữa ra là anh xã Hiệp hả khỏi có ăn cơm đi. Honey, bô bà thi là cứ cứ uống trà sữa suốt luôn mọi người, thích lắm luôn, thích cái món trà sữa của Hiệp làm lắm luôn. Không biết là Hiệp làm có ngon không nha mọi người, Hiệp không biết là Hiệp làm có ngon không. Nhưng mà hồi trước á, ở bên Việt Nam cũng vậy, Hiệp nấu trà sữa cho con rể Hiệp uống. Ô là trời, thằng con rể Hiệp nó cũng mê cái món trà sữa mà Hiệp nấu. Nó nói mẹ, mẹ nấu nhiều nhiều đi để dành cho tủ đông đi, lâu lâu con uống, con thèm con lấy xuống con uống, chứ đi ra quán uống không có ngon. Thế là ở nhà ở bên Việt Nam hồi đó cũng vậy đó mọi người, lâu lâu là Hiệp phải làm một mẻ trà sữa để cho con của Hiệp bỏ vô tủ lạnh để dành nó cho nó uống. À, không biết thì mình làm không biết có ngon không mà nó cũng thích vậy đó. Rồi bây giờ anh xã Hiệp cũng vậy, thích lắm, thích lắm, thích uống trà sữa Hiệp làm lắm. Cho nên là hôm nay Hiệp sẽ làm 3 món. Sáng giờ Hiệp lu bu Hiệp làm cũng xong rồi, nhưng mà sáng giờ thì Hiệp làm cả 5 món, là tại vì làm 2 món ăn cho cả nhà ăn ngày hôm nay đó mọi người. Trong cái cơm này á là Hiệp có trộn nè hành phi, Hiệp phi hành tím Hiệp trộn vô, rồi Hiệp rang mè Hiệp trộn vô, rồi Hiệp nêm nếm gia vị cho nó vừa ăn trong cái cơm này. Rồi bây giờ Hiệp bỏ lên đây, Hiệp trải lên đây, Hiệp cuộn những cái thứ mà mình thích thôi. Rồi đây, đồng thời là đây là Hiệp nấu một nồi bún riêu. Nồi bún riêu này là cả nhà Hiệp ăn ăn trưa với lại ăn chiều, còn hồi sáng thì Hiệp đã nướng thịt nướng ăn rồi mọi người. Đây nè, hồi sáng là Hiệp đã nướng thịt nướng rồi, hồi sáng là ăn rồi, ăn xong cái cử ăn sáng rồi làm cho một mẻ thịt nướng, trời ơi ba cha con ai cũng hít hà hết.
ba cho con ai cũng tranh nhau ăn hết. Còn hai cục chuối Hiệp đó mà Hiệp chưa ăn nữa, Hiệp đang bận làm nãy giờ Hiệp chưa ăn. Còn nào bún riêu này là chiều sẽ ăn, trưa sẽ ăn, rồi chiều sẽ ăn. Là sáng giờ Hiệp làm được 5 món đó mọi người. Sáng giờ tranh thủ là lúc túc tắc gì mà cũng làm được 5 món rồi đó. Món nào món nấy chắc lượng không à nha. Món nào món nấy là Hiệp nói là anh xã Hiệp với hai đứa con Hiệp là nó mê lắm luôn. Để chút Hiệp múc qua cho mẹ chồng Hiệp một tô bún riêu. Đó, giờ Hiệp cuộn cơm để dành mai lên đi. Cái này thì không có cho ăn, ngày mai mới được ăn. Rồi tiếp theo là cái này. Cái này nó ngắn, cho thêm cái này nữa đi, một khúc nữa. Đó. Cái này là cà rốt. Cà rốt Hiệp không có luộc, Hiệp hấp cho nó ngon. Tại Hiệp có cái lò, cái nồi hấp đó mọi người. Hiệp mua cái nồi hấp ở Amazon đó. Nên nó Hiệp đặt cho người ta hấp mới ngon. Cái gì vậy trời, cái con kia này. Còn cái này là bơ. Bỏ tí bơ vô luôn cho nó ngon. Trời, Hiệp nói anh sao Hiệp ổng dễ ăn mọi người ơi. Hiệp làm ăn đâu có ngon đâu, mà Hiệp nói là ổng mê. Ổng mê mấy cái món ăn mà Hiệp làm lắm cả nhà ơi. Từ cái ngày mà có Hiệp nấu ăn tới bây giờ là ổng không có ăn một cái gì của cái đồ ăn của Mỹ hết. Ăn đồ ăn của Hiệp làm hết. Bữa nay ảnh nói là ảnh mập quá rồi, ảnh cần cử ăn mọi người. Hiệp không nấu cho 2 ngày. Ôi là trời, 2 ngày không nấu cả nhà biết không, anh xã của Hiệp ổng thèm xã ăn. Bưng qua cho mẹ. Ổng mới đi qua đây làm gì đây không biết nữa. Chị mì hét mi chị mì. Chị mì mong. Rồi hả? Dạ, chị mì hét mi mong. Ok. Thank you chị mì. Rồi sáng nay Hiệp làm cái món này cho anh xã Hiệp ăn mọi người. Lần đầu tiên làm món ăn này cho ông xã ăn. Soy sauce, little soy sauce. Yeah. A dip. Uh-huh. Đây ông bà cô chú mê cái món trà sữa của Hiệp nấu dữ lắm ông bà cô chú. Coi nè. Coi nè, mới ăn một dĩa sushi, bây giờ uống một ly trà sữa. Uống một ly trà sữa boba nè mọi người, biết sao mà không mập tù lù. Here's Mr. Bobo. The best Bobo. Done. Bobo. Bobo. Bobo, Bobo. Ôi là trời, ông bà cô chú coi nè. Ăn một dĩa sushi, uống một ly trà sữa thiệt là bự hết luôn, hút còn rộp nữa chứ. He did. Look, he drank it all. Bobo. Ôi là trời, anh xã Hiệp ổng mê cái món trà sữa mà Hiệp làm tới vậy đó, bà cô chú coi đó. Uống một ly thiệt bự luôn, hết luôn một cái rộp luôn. Rồi, tay ông bà cô chú chuẩn bị một mẹ bánh bao nữa sẽ ra lò. Hiệp mới làm tuần trước một mẹ bánh bao rồi, nhưng mà bây giờ chuẩn bị làm một mẹ nữa. Nhưng bánh bao đây, gà là nhà đẻ ra làm luôn nha mọi người. Trứng gà nhỏ thấy thương không mọi người? Gà nhà của anh xã Hiệp đẻ luôn đó. Trứng gà tơ mà cái loại gà nhỏ đó cả nhà. Nó đẻ ra trứng túc rồi nè. Nhưng mà vừa làm bánh bao vậy thì cũng vừa ngon rồi mọi người. Đây, chuẩn bị một mẻ bánh bao sẽ ra lò nữa. $6,000.
Đây là cái cầu ở San Francisco nha mọi người. Đi ngang cái cầu này rất là đẹp. Xuống tới ngay trung tâm thành phố một cái là tao nói xe nó đông đen đông đỏ, nó nghẹt đường luôn. Mọi người coi nè, đi xuống tới đây là Hiệp chóng mặt, Hiệp không có dám nhìn xe luôn, xe quá trời xe luôn, làm sao mà dám chạy. Ôi là trời, ôi là trời, mùi trời. Ôi là trời, ôi là thầy. Hola day. Hola day. Ôi là trời. Hola day. Stop. Mom teasing me. Ôi. Ôi. Là. Là. Trời. Day. Đúng rồi. Hola day. Yeah. Ôi là trời. Oh yeah. Cars everywhere. Xe nhiều quá. Xe. Tom, you die. Xe nhiều quá. Xe nhiều quá. Ôi là trời. Ôi là đời. Xe nhiều quá. Xe nhiều quá. Ôi là đời. Xe nhiều quá. Ông già ngút rồi đây. Hồi đây ngút. Oh yeah, oh what happened? 600 feet. Go get cat. Đi đâu say? I love you, daddy. Ba oi, gong you, ba you you. Yeah. Oh, honey, good. Ôi là trời. What's that mean? Oh là trời. Yeah, xe nhiều quá. Xe nhiều quá. Yeah. Oh yeah, honey, it's Vietnam. Good job. Yeah. Mm-hmm. Both did a good job. Yeah. Man, here we go. Rồi, hôm nay Hiệp với anh xã đi xuống để kéo chiếc xe này về nè mọi người. Anh xã để chiếc xe này sửa ở đây cả tháng nay rồi. Hôm nay là xong rồi. Đi xuống đem về đây nè cả nhà. Đem về chứ nhưng mà cũng chưa có xong, cũng còn đi làm bên cái phần ghế, phần nệm đồ nữa mọi người. Hiếp. Tao nói mê xe gì mà mê mấy cái xe cũ, xe cổ, mê mấy cái xe độ thôi. Tốn tiền còn nhiều hơn là mua cái xe mới nữa đó mọi người.
Let me see where my trailer is. Down. Hay không? Bấm cái này, cầm cái này bấm cái đó nó chạy ra nè mọi người. Hay dễ sợ không? Thì bấm cái này cho anh xả cái dây đó nó chạy ra. Công nhận hay thiệt chứ. Nhưng mà phải câu cái bình này vô nữa nè, phải câu cái bình này vô rồi bấm cái này nó mới chạy ra. Nó chạy ra để nó kéo cái xe lên nè cả nhà. Hiệp tưởng đâu, từ nãy giờ Hiệp tưởng đâu là mấy người kia phải đẩy lên, nhưng mà không phải mọi người. Ngộ quá ha. Trời hay quá à. Đó, rồi nó móc vô đó. Chắc bấm cái nó chạy lại quá à. Chứ Hiệp tưởng đâu là mọi người phải đẩy lên. Chắc chết, Hiệp đang suy nghĩ nè. Mấy người đẩy cái xe nó lên như vậy có đẩy nổi không trời? Hiệp đang suy nghĩ như vậy mọi người. Nhưng mà
mà không ngờ là cái này bấm ra rồi cái dây nó chạy tới đó nó kéo lên thôi, hay quá à. Ôi lần đầu tiên thấy luôn á trời. Bây giờ chỉ cần móc vô đó rồi kéo cho nó chạy lên thôi, hay chưa? Push the button. Bây giờ phải bấm cho nó chạy lên nè mọi người. Hay quá à. Cả nhà ơi, tự nhiên cái xe nó chạy lên là hay chưa? Hay không? Hiệp chỉ cần cầm cái này Hiệp bấm thôi là cái xe nó tự chạy lên nè. Tài chưa? Trời, rất là lợi hại luôn á trời. Hay quá. Bởi vì rồi, bỏ lên xe lên xong rồi. Giờ đúc hai cái cầu thang đó vô trong đó cắt lại. Hay không? Một cái xe kéo đó nó có thiết kế sẵn cái đó cho mình luôn á mọi người. Sướng ghê. Bởi vậy chứ không, cái xe nó cao vậy mình muốn cẩu lên nó đâu có dễ đâu. Mà nó thiết kế luôn hai cái thang, hay không? Cần cái lấy ra, không cần thì đút vô cất hay là. Hay thiệt chứ. Rồi xong, không thấy đâu hết. Khóa lại đàng hoàng nha, đặt cái đó xuống cái đó nó đâu chạy ra được đâu, hay chưa? Công nhận tài thiệt chứ, bán cái xe cho mình nó thiết kế hay thiệt mọi người. Nó bán cái đầu kéo này cho mình nó thiết kế hay quá trời luôn à. Ô, lần đầu tiên thì thấy luôn á, đúng là ngạc nhiên mọi người. Thiết kế cái thùng đựng ba cái đồ nghề nữa nè, hay chưa? Tài thiệt. Thank you.
ơi, dì mà ổng mê mấy cái xe cổ, xe độ, xe cũ. Ổng mê gì mà ổng mê thấy sợ luôn mọi người. Tao nói ổng mê mà ổng xăm luôn cái hình của cái chiếc xe này lên cái ngực ổng là biết cỡ nào. Trên cái ngực ổng là nó có hình của chiếc xe này luôn nè mọi người. Để Hiệp về Hiệp gửi gáo ổng ra, Hiệp quay cho ông bà cô chú coi. Y chang cái xe này luôn. Tao nói mê gì mà mê tới vậy luôn á. Mê xe mô tô, xăm luôn nguyên chiếc xe mô tô lên trên ngực. Hai chỗ, hai chiếc xe. Trời ơi là trời, tôi nói mê gì mà mê, tôi nói hả? Khủng khiếp thiệt các bạn cả nhà. Hiệp đang đứng ở sân phân Cisco nè ông bà cô chú. Hiện tại bây giờ ở sân phân có 66 độ thôi. 66 độ F ở sân phân thôi mọi người. Mà ở nhà Hiệp là 97 độ. Ôi là trời, ở trên nhà Hiệp thì nóng hổi luôn, phải xài máy lạnh. Còn ở dưới này á, bây giờ Hiệp đứng là Hiệp lạnh cống luôn. Ôi là trời, nó khác biệt như vậy luôn đó mọi người. Honey, nem. Nem kho, honey. Nem. Nem kho. And Robert cầm thi Hiệp Nguyễn. And Robert cầm hả? Thi Hiệp Nguyễn hả? Xe này như vậy đó. Tờ xe này anh xã sẽ để tên của anh xã và tên của Hiệp luôn đó mọi người. And Robert cầm và thi Hiệp Nguyễn chịu nổi đời. Quá. Nói bụng quá. Why boom? Yeah. Đói. Đói. Bụng. Boom. Quá. Quá. Yeah, I hungry. Đói vui quá. Đói. Đói. Bụng. Boom. Quá. I like boom. Bụng, bụng hia. Bụng, 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 bụng. Dạ, hia, bụng. Bụng, bụng, bụng. Dạ, bụng. Đói. Đói. Bụng. Bụng. Quá. Quá. Đi. Nó bơm quá. Dạ.
Uh-huh. I'm hungry. Yeah, I am hungry. Đói. Đói. Bụng. Bụng. Quá. Quá. Dumb boy, quá. Fat boy, hungry. Alright. Look, what are them? What, is that campers? What the hell? Uh-huh. What? Oh, yeah. Mm-hmm. What the hell? Oh, yeah. Mm-hmm. So good, huh? Oh, yeah. Oh, so beautiful. Pull up in the travel trailer, baby. Mm-hmm. Wham, camp right out. Look at them beautiful tents. They're camping. Oh, yeah. Yeah, we could do that. That's prime. Uh-huh. Mm-hmm. Bumoy! I'm hungry. Bumoy! Gung. Đói. 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 Bụng. Bụng. Quá. Quá. Đói bom quá. Đói bom quá. Đói bụng quá mà làm dữ vậy. Oh my god, honey. Oh no. Oh. Bom boy. Ba. You bad. She's eating a sandwich. Ah, oh, bum boy. Don't look at me, fat boy. Đói bụng quá. No bụng quá. Muốn ăn cơm. Muốn ăn cơm. Oh yeah, ăn cơm right. Ăn cơm right. Right cơm. Cơm right. Yeah, right cơm. Cơm right. Yeah. Ăn ít. Ăn ít. Ít ăn. Ít ăn. Yeah. Muốn ăn cơm. Muốn ăn cơm. Yeah. Yeah. I want eat right. I want to eat.